các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục chương trình phóng sanh. Và tôi đã lên một bộ đồ màu đỏ rất là chói chang để chuẩn bị lên đường. Yeah. Cô lựa con sống không hả? Ừ. Vậy cầm cái đó ra. Mà cô nói con nghe, con cần nên thả những, đừng có ham con bự. Con nhỏ vậy còn hơn nữa. Nó mạnh, nó sống lâu. Còn con bự nó già, uống nó chết hết. Vậy hả? Ừ. Vậy cô cầm ra xong thả chung con đi. Không, cô đâu có ra được. Cô có cái đó đựng dễ quá. Cái lưới đó đó. Ờ, có cái đổ vậy nè. Vậy cho mượn nè. Ờ, vậy cho mượn đi. Hết này, đi với Teo hết này. Hết này. Phóng sinh tạo phước cho thiên hạ nè, hết này ơi. Có đứa nào đi theo không? Hết này đi nè. Phóng sinh tép trước đi. Nhà lấy xuống nha. Ờ. Đúng không? Đúng rồi. Em mua em phóng sanh. Hôm nay ngày chàng tiên cá sinh ra đời, cũng là ngày quốc tế chàng tiên cá. Chúng ta lại tiếp tục trên con đường giải cứu động vật ha Honey ha. Đáng lẽ là Tion sẽ đi chung với rái cá, nhưng mà miệng đời thị phi, không đi được cùng với rái cá. Nhưng tương lai sẽ đi chung đường với rái cá. Chỉ có rái cá mới giúp tôi giải cứu các loài vật dưới nước dễ thôi. Honey thì giúp Tion cũng được. Honey là chú chó luân hồi hai kiếp để gặp lại Tion. Hồi nhỏ Tion nuôi Honey, rồi Honey bị chết, bị người ta đập đầu hại chết. Bởi vì Honey quá trung thành bảo vệ Tion. Giờ thì Honey lại xuất hiện. Có con gì bán không anh? Chú hả? Có con gì bán không? Không, đâu có gì đâu con. Bữa nay không có gì bán hả? À. Thả tôm anh gì thả đi. Thật nè. Ờ, xuống đây thả đi con. Nước đây ít quá à. Đó, lại đó. Ra xong luôn. Gọi chú khó quá. Vậy. Kiếm chú khó quá. Phải không? Tao ở ngoài sông suốt mà. Kiếm con cháu vua thủy tài khó quá. Cháu vua Đông Hải Long Dương nè. Đó. Mà muốn kiếm hả con cháu vua thủy tài khó dễ sợ. À, ở đây là style mặc đồ đỏ là chứng tỏ là con cháu vua thị thề. Chú thấy con mặc nguyên bộ đồ đỏ này hợp không? Này là cháu Đông Hải Long Dương mà. Mới chơi với con vua thị tài được chứ. Thả đây được hả chú? Thôi xuống đây thả luôn, hết đây để đi lâu quá mấy bạn chết. Vô. Chú nuôi chó không? Con cho chú một con. À. À. Chó con á, chó lai Phú Quốc á. À. Vậy nuôi một con đi ha. Chú nuốt với anh hết đi. Nè. Không. Không. Nó đi theo con để bảo vệ động vật mà. Đó, bơi ra. Không. Bơi theo Tion để đi bảo vệ. Đổ ra chưa? Dạ chưa. Đổ ra cho nó lội. Dần đổ ra cho nó lội. Thôi chú đổ ra cho con đi. Con quay phim nó bơi dưới nước. Đục xuống, đục xuống. Đừng lên nước được luôn hả con? Nha. Bán con mấy con đó không phóng xanh luôn mày. Ừ. Ta dặn hết rồi hả? Ờ. À. Có vỏ không? Vậy cho con giao viên thả con chơi. Chứ giờ người ta dặn cũng vậy à.
con nào hên nó được về ha. Mấy bữa gọi phone cho chú khó quá không được. Khoan kèo. Gọi cho chú hỏi dặn hàng chú. Đáng lẽ bữa nay là con thả lớn đây nè. Thả gì? Nay sinh nhật con đáng lẽ con thả hết. Ừ. Thấy con gì thả con đó. Con này sống tốt không? Ừ. Ok chút. Nó là để nó đi cái gì? Hên này. Cởi đi nè hên này. Hên này. Thấy không? Đi. Đi. Hên này. Nhìn nè. Em phải bò xuống nước rồi hên này. Đừng ăn em mà hết đây. Vậy là một chú bạch tuộc may mắn đã được trở về với tự nhiên nha. Hên lắm mới được về tự nhiên. Còn đây mấy bạn tép đâu rồi? Mấy con chết nè. Mấy con chết lụm lên lại. Về cho hết đi ăn nha. Nè hết đi ăn không à. Rồi. Cua 200 ngàn á hả? Có cúm có đồ nó thả ngon ạ. Con thả đây có ai bắt lại không? Ai bắt? Thôi cô gỡ ra giùm con luôn đi. Không thôi tao đâu có biết gỡ. Gì hả? Mày gỡ từ từ đi, tao cái gì tao công chuyện tùm lum. Rồi, cô để đây. Của cô 350 á. Của cô 350, con đội ơn cô, anh kia 200 ngàn, đội ơn luôn nha mọi người. Trả luôn cái rổ nè. Nãy con tưởng sống thiệt mà thả ra mừng, dễ sao ê, mừng luôn. Ê, ê, cái tiền nó bỏ ra. Thò tay xuống tôi chớp lên một đống là chết nè. Bớt lại, rồi bỏ đây, sắp bỏ đây. Chết bỏ đây. Nè, chết nè. Đã phải đổ ra được rồi ha. Rồi. Baby it's your birthday. Now you don't have to wait no more. So get ready, get ready, get ready. Just want you for myself all day. Let me show you what I got in store. So get ready, get ready, get ready. I can't take my eyes off you. Make it like every day is your birthday. I want to spend my life with you. Trở về tự nhiên nha cô. Đây cô. Cô từ từ đừng nôn. Rồi. Cua thoát chạy. Cua bự hơn nè. À, đi nè. Em bé cua đó đi được nè. Em cúm đi được nè. Con này dây khó quá thì tôi từ từ gỡ nha. Cúm xuống nước đi đi. Cúm nó nè. Nhọc cúm đi nè. Trả con về tự nhiên. Rồi tôi sắp bung càng cho nó rồi đó nè. Rồi đó. Càng nó buông ra là để nó chạy đi. Hả, à, nó xuống nước nó bơi rồi đó. Chuẩn bị đi bắt con gì vậy Su Quên? Đi lưới. Đi lưới cá hả? Thôi cá về có con gì bán cho em nha. Em phóng xanh. Con cô này bự nè. Mua giùm bà Tư á.
mấy chục thùng lận mà thận. Chú có cây kéo không? Đang có gì cắt không? Ra ba nửa chú lên xuống lên phần áo rồi. Coi chừng con này nó gần rớt cái càng ra chú. Bà lon bà chữ không ghê. Đủ má như bữa tao đi vô Long Thọ lấy gạo. Nó nói ông ba ngoài đường mà tắt ông Lộc bị bắt à mày. Ông quý ông điện tao. Chừng càng hả? Ông quý ông điện tao. Cái gì? Gỡ càng chuyên nghiệp dữ vậy ta. Ở đây tránh xa nó ra. Để nó bò. Vô. Rồi. Hay quá chú ơi. Gỡ cô chuyên nghiệp quá. Gỡ luôn con mấy con. Mang lỡ tôm. Cái cua đâu mày mua chất lượng dữ vậy? Hả? Mua của em chú á. Chất lượng không? Cua ngon ha. Má hấp bia cầm phén luôn hả ha. Hôm nay là một ngày may mắn của nó đó. Dữ luôn. Mày lại đó tao thả lần đó tao. Ừ. Giờ đi vậy. Cua này đẹp quá hả chú? Ừ, cua ngon cái so nè. Cái so là. Ừ, có chồng hay có gạch son. Vậy là con này có chồng rồi hả chú? Chưa, còn con gái. Con cua này còn con gái hả? Ừ. Cua còn trinh hả? Ừ. Cua mà cũng còn trinh nữa hả? Đó, mày đính nó ra, mày đính chú thả đây mày quay. Dạ rồi. Dạ nè, bịch nè chú. Con mà không mua là hôm nay bà đem ra chợ bà bán rồi. Được, cái gạch thả mày. Có trứng rồi. Vậy là thả đâu cho nó ngon đi. Thả đây cho nó ra bò đi chứ ở đó. Thả đây có bị bắt lại không? Làm gì bắt, đủ theo nước đi mất tay dù. Ồ. Trên lưng nó có viết chữ luôn vậy. Ồ, trên lưng nó viết chữ gì vậy ta? Chú gõ hay quá. Hôm nay được xem một người chuyên nghiệp gỡ cua. Ồ, trên lưng nó có chữ X, giống như là cua dị nhân vậy. X cua. Họ đi lẹ quá. Đi đầu con ha. Ồ, cua ngon không ba ta đó em? Cua này, cua nãy mua cua ngon không à? Cái gạch đi đầu. Cua dị nhân không á. Có chữ X nè. X là... Này con cua có chữ X nha. Là cua đặc biệt á. Mà nó là cua trứng hả chú? Nó có cua đực nè. Con này là đực hả? Ừ. Mà sao chú lại nói nó ngon? Chắc. Nó chắc. Ừ, lầy thật. Giờ chú không còn con gì bán con hả? Bán hết mẹ. Mà sao con gọi chú khó quá. Giờ đổi qua cho con số của vợ chú đi. Để giờ tao lấy. Đi rồi. Khánh mấy đó vô câu cá ngát đó. Dạ không? Mấy ông đó là đi câu luôn hả? Ừ, cá ngát. Là câu lên là chết liền hả chú? Sống mà. To không? Cá ký mấy 2 ký. Ông câu được cá đó luôn hả? Ừ. Cá bự mà. Mà ổng nó đem về là bị chết nên không bán vậy được. Nó có hầm á. Vậy hả? Chú vậy có gì chiều ổng câu được, ổng gọi con. Sáng mai nó về đây nè. Sáng mai nó cũng về đây nè. Còn đó đó. Vậy hả? Còn có con nhỏ là được, nó dễ. Dạ được.
hai chú thả luôn. Còn con baby. Đâu có đâu, ở nhà đây nè, nhà ngay đầu đường mình lên đụng cái nhà ta có hàng rào đó. Công ty nó vô công ty bị ấy ở trỏng rồi. Nó đâu có nghĩ được nó với thằng Thảo. Rồi, cảm ơn chú. Ở đây biết đi xuống luôn. Trời ơi, con cô mà ở đó. Rồi, hẹn gặp lại chú. Nay mình phóng sinh hết rồi con. Giải cứu các bạn xong hết rồi. Dạ, cảm ơn chú. Nhá máy qua. Ôi trời. Vẫn còn nữa. Con này hết đi thả nha. Hết đi thả bạn này nha. Hết đi thả không? Cưng 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 cưng. Thả con này cho hết đi nè. Này nó không có kẹp đau đâu, lỡ bị kẹp đừng khóc nha Honey. Tôi sẽ cho Honey thả bạn cua này. Hồi nãy chú vịn lại hai càng vậy nè. Đó. Đi chết rồi. Chết rồi, xui quá xui quá. Nếu mà gỡ càng này ra sao ta? Thôi được được được, không sao không sao. Không sao Honey à. Mình đang ở đây là xóm chài nên ai cũng làm nghề đi câu hết đó. Nhưng mà do từ lúc mà công ty bột ngọt Vidan mở ra làm ô nhiễm môi trường ở đây thì người ta ít đi câu lại. Người ta không còn làm ngư dân được do nước bị ô nhiễm. Đó là lý do chúng ta không nên ăn bột ngọt. Được mấy con tép đem về. À còn một con súng con nữa nè. Túm con, Honey thả bạn này nè. Honey, Honey xuống nước thả bạn này Honey. Honey. Honey xuống nước. Con thả bạn này. Đây. Honey đặt. Honey thả nè. Honey nè, thả xuống nè. Honey thả xuống coi. Nè. Cúm. Bạn túm về tự nhiên nha. Trời ơi, bạn túm nhỏ vậy người ta cũng bắt bán bạn luôn hả? Nhưng hôm nay là vô tay tôi anh cứu bạn nha. Rồi bạn túm bò đi. Bạn túm bò đi bạn túm. Xong. Honey coi cái này, Honey con có học được bài học gì cuộc đời làm chó không? Xét hen. Con hiểu rồi nha, làm chó của Tiun là phải giúp Tiun giải cứu động vật nha con. Giống như bạn lấy cá ti ti phụ Tiun nhặt rác dưới sông á. Nhưng mà bị con người làm hại rồi. Mình đợi hết Covid mấy bạn lấy cá ra đây ở với mình ha, thế này ha. Con sẽ làm thủ lĩnh của mấy bạn rái cá. Bởi vì con quen đường ở đây rồi. Con sẽ bảo vệ các bạn rái cá, dạy cho các bạn ấy bơi. Anh này nhớ nha, nhiệm vụ của con không phải là chó nữa mà là thần cá. Là một vị thần giúp tiêu bảo vệ thiên nhiên và động vật. Honey. Ê. Thôi tới giờ làm việc mà buồn ngủ rồi. Thôi đi ra đây, Honey đi đi. Chú chó lưng hồi của Tiun. Làm hai kiếp chó rồi mà quên ngày này ngày gì hả? Ngày hôm nay là ngày gì? Đi đi nào, Honey đi, nhanh lên. Honey đi. Honey không đi hối hận nha.
Honey dậy rồi hả? Đây nè. Sang. Hồi sáng Honey đi phóng thanh với Tiun rồi, giờ tới anh em của tụi con sẽ thử thách nha. Đứa nào ngoan nghe lời Tiun thì còn được ở bên Tiun, còn không nghe lời thì không được ở bên nữa. Đó, Tiun cho tụi con ăn uống, ăn chơi các kiểu. Bây giờ để tôi check điện thoại một cái. Cái gì vậy? Hoàng Hưng chúc mừng sinh nhật hả? Cà phê mèo cách phe cũng chúc mừng sinh nhật. 35 phút 1 tiếng trước. Này cũng mua phóng xanh cua mà cũng chúc mừng sinh nhật luôn. Tám mẹo đang chờ bạn trả lời. Trời, quán tám mẹo ngoài Nha Trang. Quán để cho tiên cá nạp đạm đi thi lấy bằng quốc tế cũng chúc mừng sinh nhật luôn. Đúng là tám mẹo tuyệt vời quá tám mẹo ơi. Từ từ. A Di Đà Lập Phật, làm gì chúc mừng sinh nhật giữ thần hồn vậy? Thầy cá lóc. Thầy thần cá của tôi đây, thần cá lóc. Vậy các bạn ba đi cũng chúc mừng sinh nhật. Rồi sao lên Di. Anh Tâm làm điện. Yến nuôi rái cá cũng chúc mừng sinh nhật. Minh Chí cũng chúc mừng sinh nhật. Hai người cá Helena cũng chúc mừng hả? Luna yêu quý cũng chúc mừng hả? Kim Ngân là ai vậy? Kim Ngân cũng chúc mừng sinh nhật hả? Người bạn của mình. Chúc Tiun sinh nhật vui vẻ nha. Dạo này Tiun sao rồi? Dịch căng quá mọi người có khỏe không? Mấy hôm trước Kiệt có hỏi tin, nói là mọi người vẫn ok. Bạn của Tiun ở bên Úc. Tiun bạn bè khắp thế giới rồi. Chúc mừng sinh nhật. Làm kênh YouTube bán kiếm tiền với Tiun bạn quý cũng chúc mừng sinh nhật. Kiếm nhiều cá để đớp nhé baby. Ôi trời ơi. Nhân viên Mắt Bảo cũng chúc mừng sinh nhật hả? Bảo Long là ai vậy? Anh ba ở trong rừng quốc gia Cúc Phương. Cát Tiên. Sinh nhật nhiều công đức nha anh hai. Em gái Tiun Mỹ Nhân Người Simi hả? Người cá Ca Tì cũng chúc mừng sinh nhật. Ok. Người cá gì? Phòng chống dịch Covid cũng chúc mừng sinh nhật hả? Không. Mấy người bạn chúc mừng sinh nhật cũng nhiều nha. Còn gì không? Chúc mừng sinh nhật con yêu. Chúc mừng sinh nhật hồi 5 giờ sáng ghi nhận nha. Trời ơi tôi phước đức quá trời rồi. Ai cũng chúc mừng phước đức nên làm gì. Giờ cho cần tiền nè. Cần tiền phóng sanh nè. Rồi thôi chắc cũng đầy ở trên Facebook này kia các kiểu rồi. Thôi được rồi. Ăn sinh nhật của Tiun đi. Thầy hiệu trưởng sáng giờ chúc mừng sinh nhật Tiun chưa? Chưa ăn sinh nhật gì trường chúc mừng gì. Chúc mừng sinh nhật Tiun hả? Năm mới giữ gìn sức khỏe. Cho nó qua cơn dịch này để làm việc tốt hơn. Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Bây giờ Tiun sẽ kiểm tra khả năng am hiểu của các học trò cho thầy hiệu trưởng coi nha. Dù xa xa ra mới được. Xít. Xít. Đại ca học giỏi không? Nhị ca học cũng giỏi. Tam ca cũng giỏi. Tứ ca cũng giỏi. Chỉ có con nhỏ số 5 đó là không giỏi. Số 6 là giỏi nè. Và xít nè, ngồi nè. Ăn đi con. Cái thằng số 4 thì nó cũng học rất là giỏi đó. Rồi bây giờ tới cái tiếp theo nha. Lie down. Lie down. Thấy không đại ca học rất là giỏi. Đại ca được cái học giỏi lắm. Lie down. Nằm xuống.
thấy chưa, con đại ca chịu nằm mà. Lie down, lie down, lie down, nằm xuống coi, lie down, lie down. Cái honey là nằm luôn phải không, mà honey không có thèm ăn, honey nó nằm nó không thèm ăn, lie down. Còn mấy này nằm là xin ăn, nằm là nghe lời nè, số 2 cũng nằm được nè. Lie down, lie down. Đó, số 4 là chịu nằm rồi đó. Rồi, lie down, lie down, lie down. Còn ai nằm được nữa không? Nằm được không? Lie down, nằm xuống, nằm xuống, lie down. Ừ. Rồi, học hành rất là giỏi. Riêng cái bạn số 5 này là không bao giờ chịu nghe lời nha. Sit, sit. Thì sit là ngồi á, thì con số 5 nó lại vô bài ngồi của nó. Hôm nay con sẽ đi học bơi. Con sẽ đi học bơi nha. Công chúa ngủ ngược, công chúa không chịu nghe lời, công chúa lì lợm nhất 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 nhất. Sinh nhật tôi ôn tặng cho mọi đứa sợi dây xích hết nè. Hôm nay là đi bơi với Tây Ôn thay các đệ tử người cá của Tây Ôn, chúc mừng Tây Ôn ở dưới sông gặp các thủy thần để cho họ gieo duyên với tụi con, để họ bảo vệ tụi con khi tụi con ra sông ra biển bơi. Còn đứa nào mà nhát, không gan dạ, không đủ vượt qua thử thách để làm thần thú thì sẽ qua nhà người ta ở. Rồi đại ca thơm, shake hand, cần shake hand, shake hand, shake hand. Sao giờ tụi bay ngồi lì hết vậy? Cái này nè, nó mới đi theo. Trời ơi, khổ quá. Chắc cái bịch vậy nó mới đi theo. Tom, Tom. Thấy cái bịch nó mới đi. Này em đang luyện cơ tay hay gì á. Mấy con này mà biết bơi ba biết sao không? Mình xuống á cho nó kéo mình bơi luôn. Mấy này nó sức nó mạnh ghê. Không. Nó đem cho mà luyện chi. Nó gị lại. Nó gị giống như kéo xe vậy. Đúng rồi, nó như kéo xe mà nó xuống nước nó bơi nó kéo mình đi luôn, đã lắm á. Bây giờ mình thì xuống huấn luyện nè ba. Rồi ba mở cửa cho con cho. Rồi, khâm. Dạ. Ủa con lùn không cho đi ba. Rồi. Một đứa tháng rồi. Dạ. Honey. Honey phải đi dẫn đàn chứ. Còn lại 4 con đực. Đây, không, không, này chịu đi rồi nè, không, không, này chịu đi chơi rồi, còn mang này không chịu đi, mang này gịch lại. Không. Tôi đang nuôi chó hay là tôi đang là con ngựa kéo xe vậy ta?
không? Honey, con huấn luyện mấy bạn coi làm sao coi. Có đi về sao đi được. Hai này quen rồi nè, không? Đi nào. Đi, không? Không. Em nào mà không đi theo được thì sẽ không ở nhà đó được. Nhà đó chỉ huấn luyện thần thú tiên thú thôi con. Không nuôi chó bình thường, không nuôi động vật bình thường. Nên tụi con phải đi theo tôi ơi. Đó. Hai con này không chịu đi, hai con đã chịu đi. Không, không, đi. Đi tới phía trước. Con không chịu đi, con tụt dây xích ra kìa. Con số 2 này, nó không chịu đi. Nó cứ gịch lại hoài, con số 2 lì. Số 2 nó lì. Không. Con số 2 nó lì, nó không chịu đi. Không. Đi chơi mà không chịu đi, nhìn kìa. Tụi con có muốn được thả ra giống như Honey không? Chạy tự do thì tụi con phải nghe lời Tiun. Những đứa không nghe lời Tiun thì sẽ không đi với Tiun được nha. Nhất là con số 2. Con cứ như hành động như vậy là về là Tiun chuyển con đi nhà khác ở luôn á. Không. Đúng rồi. Số 2 là con ngổ ngược. Nhưng mà nó rất thích hợp làm chó giữ nhà. Vì nó khôn, nó không muốn khổ thân. Nên nó chỉ thích làm chó giữ nhà thôi. Còn những con chó chịu đựng được gian khổ thì mới có thể đi được với tôi như Honey. Nó chạy, nó đi dò đường. Đó. Nó mới có thể phụ tôi bảo vệ thiên nhiên động vật được. Còn con số 2 vừa mập, vừa lười, vừa ú. Con số 4 thì cũng vậy nữa. Nằm ra luôn, quyết định không đi. Giờ chán lẻ kéo nó hả ta? Honey lên dẫn đường phía trên á, cho mấy bạn đi theo Honey. Con đi mấy bạn mới đi. Nè, Honey đi nè. Đó, thấy chưa? Nghỉ mệt để chơi, chơi đi. Đó, chơi giỡn gì đi. Nó ăn cỏ. Tại sao con không chịu đi? Nói coi. Tại sao? Đứng dậy đi chứ. Mày mập, mày lười vì dữ vậy hả? Năng động lên coi. Năng động lên, con có hiểu không? 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 Hả? Cái gì vậy? Cục mịch lì lợm dữ vậy? Chúng ta đã đi được 1/3 đoạn đường. Tôi sẽ không kéo tụi con nữa. Bây giờ tôi cần sự tự nguyện, nhất là con số 2. Một mình con làm trì trệ cả một chuyến đi, nên con sẽ được thả. Và sau hôm nay con không ngoan, con sẽ làm chó nhà người ta. Con sẽ mất đi anh chị em của con. Con sẽ không ở cùng họ nữa nha. Không ở cùng tôi nữa nha. Con nhớ nha. Cơ hội của con chỉ là ngày hôm nay thôi. Tôi lấy lại sợi dây. Tôi không thích ràng buộc, cưỡng ép. Những đứa không đi theo là những đứa sẽ ra đi. Giống như đối với các học trò của Tiun, ai không thể thành tiên cá
Dù con có đầy đủ tố chất của một thần thú nhưng con không chịu cố gắng thì tôi cũng chia tay. Người thì rất là đẹp, lông thì xoáy, lỗ tai thì dĩnh, bàn chân thì to, thích hợp cho việc bơi lội, nhưng lại không cố gắng, nỗ lực bản thân, lười biếng nhát và không biết nghe lời thầy. Những con khác đi, cho nó ở đó. Không, con sửa lại sợi dây của con. Con sửa lại sợi dây. Rồi, đi nè. Không, còn nó ngồi đó cũng được. Cho nó ngồi đó đi, kệ nó. Ai muốn nhận nó về nhà nuôi thì cứ nhận. Không, Honey đi khám phá quá trời luôn. Con đi khám phá địa hình nữa hả Honey? Giỏi lắm. Con kia nó tự chạy về luôn kìa. Không, nó tự chạy về nhà chứ. Ồ, nó không đi theo tiêu, nó chọn con đường riêng của nó. Dù sao thì ai nhận nuôi nó thì cũng được. Còn con, có đi nữa hay không? Không, tiến lên. Con muốn quay về chứ gì? Đây, đứng yên. Trả sợi dây này đây, con cũng sẽ được ra đi. Số 1 đi được với Tion tới đây cũng là nửa đoạn đường đi rồi, còn nửa đoạn đường nữa thôi là sẽ tới khu vực bờ sông, nơi tụi nó sẽ học làm nhiệm vụ là nhặt rác thải dưới nước, bảo vệ môi trường, giải cứu các loài vật mà Tion chăm sóc. Ồ, số 1 con vẫn đi theo à? À, số 1 là thuộc thể loại không thích bị gò bó nha. Vẫn thích đi theo nhưng mà không muốn sự gò bó. Vậy cũng tốt. Tính cách của tụi con y như học trò của tôi luôn. Bây giờ tới số 4 không chịu đi à? Số 4 đi nào. Số 4 đi nào. Số 4 đi tới đây thì dây số 4 cũng bung ra luôn. Rồi, không sao. Cuối cùng là chỉ còn một em thôi đúng không? Đi. Không, không. Ủa, con này số mấy vậy? Trời, số 2 đó hả? Số 2 đã quay lại rồi nha các bạn. Số 2 đó. Không, không, không. Đây là cuốn số 2. Ủa, sao số 2 con quay lại vậy hả? Con thấy con đường mà đi làm thú cưng nhà người ta sống một cuộc đời bình thường quá, con chán rồi đúng không con? Con phải học làm thần thú để làm nhiệm vụ, đúng không con? Chúc mừng số 2 đã quay trở lại. Số 1 cũng quay trở lại à. Số 4 luôn à. Tốt lắm. Đi với Tion tụi con sẽ được tránh xa đường dữ, không đi vào ác đạo. Còn các con đường còn lại toàn là đường hiểm trở. Người ta sao có thể dạy cho con cách bảo vệ
tình yêu thương chân thật được chứ. Rồi, chúc cô chú bắt thành công cho con phóng sanh nha. Tình hình là cho đi học bơi từ từ thôi. Hai con kia là bỏ chạy luôn rồi. Honey, xuống nước bơi con ơi. Bơi qua sông kia chơi con. Honey, come. Đi leo theo tao đi. Em đang ở đâu kia luôn. Dạ được con. Honey, come. Mai hàng về để tươi tươi nha. À. Tép đồ để tươi để phóng sanh nha. Có phóng liền có, nha. Dạ dạ. Mai phóng tiếp. Đi bơi hết này, qua bơi qua bên kia sông á. Đi. Come, honey. Come, come. 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 Bên này. Ôi, đi theo tôi. Đây. Rồi. Bên này bơi nè. Bên kia nó bơi vô bờ rồi. Không, Honey bơi lại đây, tôi đón Honey nha. Honey cứ bơi lại đây, tôi đón Honey. Rồi bây giờ mình lên bờ, mình kêu mấy bạn khác xuống bơi chung với con nha. Mấy anh đó nhát quá là sẽ không ở bên Honey được. Tôi sẽ tuyển những bạn mới ở với Honey, như rái cá chẳng hạn nha. Rồi, Honey bơi vô bờ đi. Giỏi lắm Honey à. Đây. Come. Còn có cái miệng của cá mập Marco, loài cá mập tôi đang làm bảo tồn. Ồ, con bơi hay lắm. Con bơi đẹp lắm. Con bơi tiếp. Bơi tiếp con. Bây giờ tôi thử thách, tôi đem nó đi qua bên kia sông. Đi qua. Bơi qua kia sông với tôi. Bơi qua sông. Con bơi rất giỏi, con bình tĩnh. Con kiểm soát hơi thở của con. Nghĩa là con kiểm soát được nỗi sợ hãi. Tập kiểm soát nào. Thở chậm lại. Con đang thở bằng lỗ mũi, không được. Hạ miệng ra. Con hạ miệng ra, con ngậm chặt răng quá. Ê, hạ miệng ra. Thank you.
và tôi sẽ bơi về để thử thách nó bơi về. Nó không dám bơi về thì nó sẽ ở đây luôn. Đi theo tôi xuống nước nhanh lên. Tom. Nhỏ lắm số 4. Nè, lên tay tôi. Con phải học được như vậy. Không được được gào trên mặt tôi. Bình tĩnh mà bơi qua sông.